Sau nhập xin chào các bác, em giới thiệu các bác tiếp một con máy rửa bát Panasonic, một con máy ngon bổ rẻ đầy đủ full tính năng TR1 công nghệ Econavi, rửa nước nóng 80 độ C. Hình thức bên em đã làm đẹp trong ngoài sạch sẽ, giá thành thì rất rẻ các bác nhé. Trước này em bán 2,9 triệu này, 2,9 triệu mã số 6 cho một con TR1, hình thức hông nhất còn khá đẹp này các bác nhé, phẳng phiu đẹp ok, vẫn còn tem của người Nhật. TR1 đây là đời đầu dòng TR các bác nhé, đời đầu cho nên chất lượng linh kiện rất là tốt đấy, thì các bọn này rất là bền bỉ, tính năng thì vẫn như các cái dòng máy khác thôi ạ. Các chế độ rửa đầy đủ, nội thất trong thì cũng như hệt thôi, lăng chỉ sạch đẹp, nội thất khá sạch ok ngon này. Thời buổi 2023 rồi các bác ơi, bác nào chưa có máy rửa bát thì các bác sắm một chiếc nhá, em nói thật rửa rất là sạch đấy. Nhiều bác khi chưa mua thì mình cứ nghĩ này nghĩ nọ, tốn điện tốn nước, nhưng mà khi dùng rồi các bác mới thấy hiệu quả của nó. Mỗi lần nó cấp vào nó chỉ có ngày này nước thôi ạ, đấy khoảng 3-4 lần cấp như này thôi nhé, rửa hết 11 lít nước và đúng nửa số điện, đun trong vòng khoảng mấy phút bằng cái máy so này thôi, 3 giây phun này, phun nước này để rửa hoàn toàn bằng nước nóng. Chuyên là các bác yên tâm về chất lượng, không bao phải lo các cái hóa chất tẩy rửa nó bám vào bát đũa nhé, cực sạch luôn. Máy Nhật mà, người Nhật kỹ sư hàng đầu thế giới thiết kế rồi, dân mình cứ việc yên tâm mà dùng thôi ạ. Còn việc bảo hành bên em bán em đã có trách nhiệm cho các bác nhé, các bác cứ yên tâm mà dùng. Mua hàng máy rửa bát bên em thì không bao phải lo về vấn đề chất lượng. Trước đây em bán 2,9 triệu bảo hành 1 năm chưa phí vận chuyển trên bên app các bác nhé. Chào các bác.